ไปแล้วช่วยรอบอกเริ่มแน่นเลยได้ยันมืดมันเป็นพ่อหน้าพ่อหน้าเราไม่ต้องไม่จัดไอของไม่บอกกูใหม่ซื้อของวายเติมไฟเติมดูดูวอร์คอมตะกวาphát bóng ra ngoài đổi điểm cho Đuông Nưa 1-0 ban sở hữu sân vận động năm ban tổ chức hội xuân sân vận động năm 2024 vinh dự nhận được những tình cảm quý báu của các đồng chí lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân, khách quý, các nhà hảo tâm đã ủng hộ hội xuân sân vận động. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua danh sách các cá nhân, tổ chức ủng hộ hội xuân sân vận động năm 2024. Ông Mã Văn Thiệp, bí thư đảng ủy sân vận động 500.000 đồng. 2. Bà Lý Thị Huyền, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Cát Tân 500.000 đồng. 3. Ông Ma Văn Tú, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Cát Tân 1.000.000 đồng. 4. Bà Dương Thị Điền, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã Cát Tân 500.000 đồng. Năm. Bà Hoàng Thị Viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Cát Tân 500.000 đồng. 6. Ông Hoàng Văn Bình, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã Cát Tân 500.000 đồng. 7. Ông Lương Văn Huynh, chủ tịch hội nông dân xã Cát Tân 500.000 đồng. 8. Bà Hoàng Thị Thiệp, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Cát Tân 500.000 đồng. 9. Ông Ngô Văn Phương, chủ tịch hội cựu chiến binh xã Cát Tân 500.000 đồng. 10. Ông Vi Văn Huẩn, bí thư đoàn xã Cát Tân 500.000 đồng. 11. Ông Ngô Văn Tân, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Cát Tân 500.000 đồng. 12. Bà Bảo Thị Kiều, công chức văn hóa xã hội xã Cát Tân 500.000 đồng. 13. Bà Hoàng Thị Diệu, công chức địa chính xây dựng nông nghiệp môi trường xã Cát Tân 200.000 đồng. 14. Bà Hoàng Thị Bưởi, công chức tài chính kế toán xã Cát Tân 200.000 đồng. 15. Ông Đường Văn Truyền, công chức văn phòng thống kê xã Cát Tân 200.000 đồng. 16. Ông Ma Văn Hữu, thôn Quốc Lải xã Cát Tân 2.000.000 đồng. 17. Ông Lương Văn Tùng, nhà hàng Khánh Trà bản đón Cát Tân 1.000.000 đồng. 18. Bà Lã Thị Nguyên, điều trưởng trường mầm non Công Bằng 200.000 đồng. 19. Bà Đinh Thị Xuyên, Công Lải Cao Tân 200.000 đồng. 20. Cô Lương Bình Như, giáo viên trường mầm non Cao Tân 200.000 đồng. 21. Bà Ma Thị Phương, cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn 200.000 đồng. 22. Bà Ma Thị Tô, Lạng Mây, Bộc Bố 200.000 đồng. 23. Bà Vi Thị Lành, Công Lải Cao Tân 300.000 đồng. 24. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó trưởng Công an xã Cao Tân 200.000 đồng. 25. Tập thể trạm y tế xã Cao Tân 200.000 đồng. 26. Ông Nông Văn Thái, Trung tâm y tế huyện Bắc Nẵm 300.000 đồng. 27. Ông Dương Văn Minh, Công Lải Cao Tân 300.000 đồng. 28. Ông Ma Văn Trình, Bí thư chi bộ Công Lải 300.000 đồng. 29. Quầy thuốc Dương Tân, Nà Quạng Cao Tân 200.000 đồng. 30. Ông Nông Văn Dũng, Nà Quạng Cao Tân 200.000 đồng. 31. Ông Dương Văn Thiện, Công Lải Cao Tân 300.000 đồng. 32. Bà Lý Thị Tốt, Công Lải Cao Tân 200.000 đồng. 33. Bà Ma Thị Việt, giáo viên trường trung học cơ sở Bộc Bố 200.000 đồng. Tuyến đánh cho đội Nà Quạng nhá. Bà Ma Thị Kiều, Công Lải Cao Tân 200.000 đồng. 35. Bà Nông Thị Điền, ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Nẵm 200.000 đồng. 36. Ông Đường Văn Hiến, bí thư chi bộ Đông Nguyên 200.000 đồng. 37. Bà Nông Thị Hoa, Nà Quạng Cao Tân 200.000 đồng. 38. Bà Hoàng Thị Ánh, Nà Quạng Cao Tân 200.000 đồng. 39. Bà Lục Thị Dương Huế, trung tâm y tế huyện Bắc Nặng 200.000 đồng. 40. Cô Nông Thị Mới, giáo viên trường trung học phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Cao Tân 200.000 đồng. 41. Ông Vừa Văn Thế, trưởng thôn Trẻ Bang 200.000 đồng. 42. Bà Nông Thị Dung, kiểm lâm huyện Bắc Nặng phụ trách xã Cao Tân 200.000 đồng. 43. Bà Dương Thị Mỹ Hảo, quầy thuốc Hảo Anh bản bón Cao Tân 200.000 đồng. 44. Đặng Văn Nam, nhà giặc Nam Đôi, Vương Lương Cao Tân 300.000 đồng. 45. Ông Phạm Văn Đức, cửa hàng tạp hóa Đức Nhiên, Công Lải Cao Tân 300.000 đồng. 46.
và Ma Thị Đa, trung tâm y tế huyện Bắc Nẵm 200.000 đồng. 47 và Ma Thị Na, trung tâm y tế huyện Bắc Nẵm 300.000 đồng. 48 và Lê Thị Di, chuyên viên phòng cứu đau huyện Bắc Nẵm 300.000 đồng. 49 và Ma Thị Quen, giáo viên trường mầm non Tân Tân 200.000 đồng. 50 ông Ma Văn An, hiệu trưởng trường mầm non Tân Tân 300.000 đồng. 51 và Chu Thị Tị, trung tâm trạm y tế xã Nhật Môn. Con em tên là Toàn, con tên 200.000 đồng. 52 và Nam Thị Thuận, con em thôn Hà Quang, cao tân 200.000 đồng. 53 ông Lão Văn Thượng, Hà Quang, cao tân 200.000 đồng. 54 bà Triệu Thị Bùi, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở, cao tân 200.000 đồng. 55 bà Lê Hoàng Thiện, công chức văn phòng xã hội, xã Cao Tân 200.000 đồng. 56 ông Lê Văn Đông, công chức văn phòng thống kê, xã Thanh Vật, huyện Chợ Mới 300.000 đồng. 57 ông Hoàng Văn Sĩ, Hà Quang, cao tân 200.000 đồng. 58 ông Hoàng Văn Anh, Đông Đưa, cao tân 200.000 đồng. 59 bà Trương Thị Hùng, giáo viên trường phổ thông cao tân 200.000 đồng. 60 bà Mã Thị Hoán, công lại, cao tân 200.000 đồng. 61 bà Dương Thị Hùng Dương, chuyên viên văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 200.000 đồng. 62 bà Ma Thị Phương Thảo, chuyên viên phòng giáo dục và giáo dục 200.000 đồng. 63 bà Cà Thị Sới, đại quạt cao tân 200.000 đồng. 64 ông Nguyễn Xuân Bắc, trưởng ban xã Cao Tân 200.000 đồng. 65 bà Hồ Thị Tuyết, phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Cao Tân 300.000 đồng. 66 ông Đặng Ngọc Sơn, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Cao Tân 300.000 đồng. 67 ông Lương Văn Thắng, là quản Cao Tân 300.000 đồng. 68 công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Tân chủ đầu tư dự án trường đá 1.000.000 đồng. 69 ông Hoàng Văn Kim, phó chủ tịch hội nông dân xã Cao Tân 200.000 đồng. 70 ông Hoàng Văn Hoàn, phó chủ tịch hội nông dân xã Cao Tân có trưởng phòng sản xuất 200.000 đồng. Công an Nhật Dục của khu 7, chị Hàng Lê Lê Tốc của khu 7 thì được trợ giá 300.000 đồng. 73 ông Cà Văn Luân của công an quận cao tân 200.000 đồng. 74 ông Hoàng Văn Sang cao tân 200.000 đồng. 75 ông Hoàng Văn Luân cửa hàng xe máy Thiên Hương có lại cao tân 200.000 đồng. 76 ông Trương Văn Bửu thôn Làng Ngải cao tân 150.000 đồng. 77 vợ chồng Giáp Phấn, Văn Hùng, Phú Thọ 500.000 đồng. 78 gia đình Việt Liên Tiểu Bón cao tân 200.000 đồng. 79 gia đình Đức Linh Phản Bón cao tân 200.000 đồng. 80 Hoa Hạ Thương Phản Bón cao tân 200.000 đồng. 81 ông Giàng Văn Dự, văn phòng thống kê cao tân 200.000 đồng. 82 ông Hồ Văn Tài, thôn Trẻ Phang, xã Cao Tân 100.000 đồng. 83 ông Hà Văn Giáp, ông Trúc Thị Chính, 35 xã Cao Tân 200.000 đồng. 84 ông Vũ Ngọc Sĩ, tránh văn phòng huyện ủy, nguyên bí thư đảng ủy xã Cao Tân 500.000 đồng. 84 ông Nông Văn Nghĩa, trạm y tế xã Giáo Hiệu 300.000 đồng. 86 ông Lông Lâm Văn Tấn, thôn Bốc, thôn Bảo Có, xã Cao Tân 300.000 đồng. 87 ông Lâm Văn Hùng, đồng lương Cao Tân 300.000 đồng. 88 ông Hoàng Văn Kỳ, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Nẵm 500.000 đồng. 89 bà Hoàng Thị Tươi, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phú Linh 200.000 đồng. 90 đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Phú Linh 1.000 đồng. 91 ông Hoàng Văn Tuấn, thôn Bản Nhàn, xã Cao Tân 200.000 đồng. 92 bà Phạm Thị Thu Dung, hiệu trưởng trường mầm non Cao Tân 200.000 đồng. 93 ông Dương Văn Dương, phòng nội vụ huyện Bắc Nẵm 200.000 đồng. 94 đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, xã Nhà Hiệp, đồng. 95 ông Ma Văn Thắng, cốc lại Cao Tân 500.000 đồng. 96 cửa hàng tạp hóa Hồng Nguyệt là 200.000 đồng. 97 cửa hàng tạp hóa Thanh Gia Hội Bắc Nẵm 200.000 đồng. 98 trưởng Dương Tính, Ma Văn Đức, con em thân Dương Lưu 500.000 đồng. 99 Lý Hồng Dân, công an xã Cao Tân 200.000 đồng. 100 bà Mã Thị Ngọc, cán bộ công chức thuế 200.000 đồng. 101 ông Cao Văn Hòa, phó hiệu trưởng trường tiểu học Cao Tân 200.000 đồng. 102 ông Mã Văn Đoài, thôn Lạc Vạn, Cao Tân 200.000 đồng. 103 ông Lê Văn Toán,
Lương Văn Tuấn, phó hiệu trưởng trường tiểu học Cổ Linh, nguyên phó hiệu trưởng trường Lương Văn Tuấn 200.000 đồng. 150 anh Dương Văn Thùy, trưởng cơ khí Dương Thùy, cao thượng Ba Bình 300.000 đồng. 105 ông Hà Văn Đồng, thôn Bản Cả, xã Cổ Linh 100.000 đồng. 106 ông Nông Văn Thiêm, Na Quạng, Cao Tân 200.000 đồng. 107 ông Lý Văn Hàm, trưởng thôn Lạc Long 100.000 đồng. 108 ông Lý Văn Hàm, 200.000 đồng. 109 ông Dương Văn Trương, bí thư chi bộ tổ ba 200.000 đồng. 110 ông Nguyễn Đức Thư, thôn Lạc Long 200.000 đồng. Mày à, ba tên vị trí vớ. 111 điểm nhóm chuyên ngành Lạc Thiên 200.000 đồng. 112 ông Dương Văn Thiện, trưởng thôn Lạc Thiên 100.000 đồng. 113 tập thể thôn Cồn Lượng 200.000 đồng. 114 ngoài 100.000 đồng. 115 ông Lô Văn Lạc, phó trưởng công an huyện Bắc Nẵm 500.000 đồng. 116 ông Lô Văn Trung, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc Văn Phú, trung học cơ sở Cao Tân 200.000 đồng. 117 quán trà sữa Nhí, thôn Lạc Quảng, xã Bắc Tân 200.000 đồng. 118 ông Bàn Văn Nhất, trưởng thôn Mạc Thao 200.000 đồng. Ban tổ chức Hội Xuân xã Bắc Tân năm 2024 năm Giáp Thìn xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của các vị đại biểu, các lãnh đạo, các tập thể cá nhân quanh Hà Tân đã ủng hộ Hội Xuân để góp phần cho Hội Xuân được tổ chức thành công tốt đẹp. Kính chúc các vị đại biểu, các vị lãnh đạo, các tổ chức cá nhân quanh Hà Tân đầy bóng vào tay mà. Điểm cho đội tuyển là khoảng 17-13. Bà đi. Bây giờ hãy sẽ đất lửa.
Không biết nó bay lên kia, nó gặp cái gì nữa. Học sinh, không thành công. Học sinh thì hiểu tình học sinh. Thêm một điểm nữa cho đội tuyển Việt Nam. Mười lăm, 20. Tí ba phải đưa đi mua. Và tất cả các đội thành viên phòng thủ sẵn rất tốt của các đội như Hoa Đô, các đội Lạc Quan, Dương Trương và đội bóng mặt chiến thắng ở ngoài của Dương Trương. Đội vận động cho đội tuyển Lạc Quan 21-15. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mời đồng chí Mô Văn Phương về trại chỉ huy để nhận nhiệm vụ. Ban tổ chức thông báo mời đồng chí Mô Văn Phương về trại chỉ huy để nhận nhiệm vụ. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 18-22. Chú Minh à, thắng sáng nay có thêm 500k nhá. Hả? 500k nữa. Dương Tuyến, Dương Hai, và lấy bóng ngắn đến với người của Dương Tuyến, điểm 23-19. Hộ cầm đi, anh mỏi tay. Mời ông Ngô Văn Phương, thành viên ban giám khảo Trần Phương tập trung tại trại chỉ huy để thực hiện nhiệm vụ. Điểm cho đội tuyển Đông Nam Đa Quạng 24-19. À, khá lì thấm cái lời nó. Ôi, chắc kèo luôn nó. Nè, chết chả gì. Vẫn còn 23-19 trong trận đấu thứ nhất. Phần ván trở về đội tuyển Đa Quạng trong trận chung kết. Nóng 1 triệu.
đi thời điểm cho các bạn 1, 2. Anh Hùng ơi, anh Hùng ơi, ra nắn cái chân của em đi. Ra nắn á. Ui ôi. Nhà cha. Trẻ ơi, mẹ chiếm thở đi mà. Đồng bạn đi con lâu. Ta. Hai lên nè. Cho nè. Con về đây. Nổi hơn tầm ăn á.
50.000. Trận thứ hai rồi. Điểm cho Đông Đưa 15-6. Cũng nhận lắm. 97
Đi. Bảo mẹ đi đi. Hùng thì chưa có no bên này bên ấy. Con có mập lại bay lên rồi. Thank you.
Mừng ngồi trưa nghe nhân vi bắt ở nhận môn anh nhận môn anh Quần ơi.
Đúng nữa, chặt bóng tốt, điểm 6-5. Bỏ kia. Gầm quá. Đưa bóng hôm qua. Điểm là Quang 7-6. Sách này 2 năm hả chú Vĩnh? Pha đập bóng rất uy lực của Đặng Phao. Điểm do Đông Nưa 8-9. Không qua lưới. Thêm một điểm nữa cho đội tuyển Đông Nưa 9-0. Thank you.
Cố lắm sợ không lấy được ấy chứ. Điểm lúc nưa 16-18.
Đông Na Quạng vào bóng hôm qua. Điểm do Đông Nưa 17-18. Đông Nưa phát bóng. Na Quạng đập bóng tốt. Đổi điểm Na Quạng 19-17. Điểm 19 đều. Anh em đang sung sung lên rồi. Bóng rất uy lực của Đặng Phao. Đổi điểm 22-20. Ồ, hai chạm rồi. Thank you.
Thầy khố biết đấy á, Tuyền ạ. Chán nhỉ. Na Quảng thắng 25-20.